Vâng, xin chào các bác đã quay lại với kênh Xuân Thúc Đỏ Audio ạ. Thì ngày hôm nay cửa hàng em về sóng cho các bác đây là một con vang. Có thể nói hiện tại bây giờ cũng đang khá là hot trên thị trường luôn. Một dòng vang của thương hiệu AP đến từ Mỹ, AP9600. Đấy. Nhưng ngày hôm nay với một cái tên khá là hot của thương hiệu Nhật Bản, đó dòng Pro Audio M9900. Thì đây là một sản phẩm của AP sản xuất. Đấy, với cái mã là 9600. Thì Pro Audio người ta đang phát triển thương hiệu ở Việt Nam. Cho nên người ta sẽ đặt hàng của AP để được gửi thương hiệu lên đây để quảng cáo các bác nha. Cho nên là hiện tại những sản phẩm này đang được trợ giá rất là nhiều. Bởi vì Pro người ta đang muốn phát triển thương hiệu, cho nên là người ta sẽ được trợ giá cho sản phẩm này. Đấy, cho nên là AP9600 ngày hôm nay chúng ta có một cái giá rất là tốt. Nó cũng giống như chưa bác để ý, các bác là để ý thương hiệu, ví dụ như là thương hiệu DMX thì hoàn toàn không sản xuất mic, nhưng mà lại họ lại đặt hàng của BBS sản xuất chẳng hạn. Đấy, chúng ta có thấy mic của BBS đấy, với tên là DMX. Hoặc là những sản phẩm vang Siso 10801 lút thì nó sẽ vang mang hình hài của quần vang DB Acoustic S600, đúng không? Thì ngày hôm nay chúng ta cũng tương tự như vậy. Ngày hôm nay chúng ta sở hữu một quần vang Siso đúng chất của nó, Siso xịn 9600 đời cao chất vót luôn, với cái giá chỉ có 5 triệu. Thực sự nó rẻ hơn đấy, hơn một nửa so với cái giá mà chúng ta mua mới của AP9600 trên thị trường. Thực sự quá là hot, quá sướng luôn các bạn. Một quần vang được tích hợp wifi. Đấy, tích hợp phần mềm ở trên điện thoại được luôn, chỉnh các chiều trên điện thoại nữa các bác nha, và rất là nhiều chức năng. Và bây giờ từ từ chúng ta sẽ nói về con vang này sau. Chúng ta sẽ xem phụ kiện kèm theo của con vang này. Đây, hộp ở đây là thùng hộp rất là lớn. Đặc biệt con vang là rất là nặng các bác nha, nó nặng lắm, cực kỳ nặng luôn. Chẳng biết là có những cái gì trong nặng thế. Nó sẽ có một cái cáp chúng ta kết nối máy tính. Đấy, một cái cáp, một dây nguồn, một đây là một cái chiếc anten wifi để bắt wifi các bác nha. Một điều khiển từ xa. Đấy, mà được tính từ xa. Đấy, tính từ xa. Đấy, và một đĩa phần mềm. Đấy, cho máy tính. Và một cuốn sách hướng dẫn. Thì cái đĩa phần mềm này chúng ta sẽ lưu ý là con này nó sử dụng chung phần mềm, sẽ sử dụng phần mềm của con AP9600 nhá. Thì hai con là một cho nên là sử dụng chung giống nhau và hoàn toàn không khác nhau gì cả. Các bác lấy phần mềm của con AP trên mạng cũng có, rất là dễ, hoặc chúng ta lấy phần mềm trong đĩa này ra cũng được. Đó nha. Đấy. Thì chúng ta quay lại với nhân vật chính ngày hôm nay. Một con vang có thể nói về thiết kế bên ngoài để em khẳng định cái thiết kế trên thị trường. Thì con vang này nó nằm trong top đầu luôn về thiết kế, 9-10 điểm thẳng luôn. Hiện tại em đang bán những con vang cũng khá đẹp trên thị trường, với một con vang Patihau DAK5000 của lớp 1 thiết kế rất là đẹp, nó có quá sang chảnh luôn. Toàn bộ thân bằng nhôm và thiết kế con A và con AP96 này cũng được một trong những cái con mà thiết kế vậy, nó là đẹp, đẹp thật sự trên thị trường luôn. Tất cả mặt trước được làm mặt phay nhôm hoàn toàn luôn và dày cực, quá dày luôn. Bác nhìn đây này, cái thớ của nó hay thớ nhôm rất là dày, nhìn nó bóng bẩy. Các bác nhìn cho em từng cái chỗ bắt, chúng ta bắt tủ này, nó đồng dày lắm, quá dày luôn, họ cắt CNC quá là dày. Một cái màn hình hiển thị rất là lớn, rất là lớn. Một bốn cái núm volume chúng ta sẽ thấy là được làm bằng nhôm cắt CNC sáng quắc luôn, rất đẹp các bác, rất là đẹp. Các bác nào để ý, em từng bán cái con vàng HM, cái vát HM 9000 cũng là của lòng 9600 các bác nha. Thì con HM đó thực ra nó cũng là AP luôn, của AP sản xuất các bác nha, hàng bãi đấy. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Nó cũng đã hơn 4 triệu rồi, nhưng ngày hôm nay chúng ta sở hữu một con vàng Pro Audio, một con vàng của AP mà giá mới tinh nguyên hộp luôn, có wifi luôn, mà giá lại có gì, có bao nhiêu các bác? Có 5 triệu, thực sự là một cái giá quá rẻ các bác ạ, quá rẻ. Nó đẹp, nó quá đẹp luôn. Thực sự nó quá đẹp luôn. Hay con này hay lắm bác, nó có chỉnh được cả trên máy tính và cả trên điện thoại các bác nha. Đấy. Một chiếc chỗ đồ anten cũng quăng, cũng ghi âm, cũng súng đẩy bằng hoa sen, hoặc là hai cổng hoa sen vào, hai cổng mic. Con vang này thì họ thiết kế là size này là size 1.5 các bác, size 1.5, bởi vì họ sử dụng màn hình lớn cho nên họ phải sử dụng size 1.5. Thì các bác sẽ thấy là con vang là nó sẽ dày hơn những dòng vang như vang DAK5000 của bên em hay bán. Đấy, nó khá là dày và đẹp, nhìn đẹp các bác, nhìn rất là sang chảnh luôn các bác nha. Thực sự với cái giá là 5 triệu đồng cho một con vang AP, một chỗ tích hợp và wifi, phần mềm chỉnh điện thoại và tất cả mọi thứ, thì thực sự đây là một con vang phải nói là giá hiện tại bây giờ thật các bác luôn. Này, hiện tại hãng Pro Audio người ta đã trợ giá cho mình quá nhiều luôn, trợ cho mình tới hơn 50% tiền. Thực sự bên thương hiệu các bác mua một con vang AP 9600 tinh bên họp thì giá đâu đó tầm khoảng quanh chục triệu trở lên, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay chúng ta mua chỉ có 5 triệu đồng, chúng ta được sở hữu ngay một con vang AP 9600 mà nó đẹp như thế này, nó tinh tươm, nó xuất sắc như này thì quá là sướng luôn. Tính ra được một chúng ta đã hơi tới rất là nhiều tiền, một tiền là chúng ta thể mua được con đấy rồi, nó lo rồi. Đấy, thì những bác nào đang có nhu cầu những con vàng mà hot, VIP, đẹp, xuất sắc như thế này,
hãy liên hệ ngay cửa hàng bên em để chúng ta có cơ hội sở hữu con vàng này các bác nha. Hàng xuất sắc, đẹp tuyệt vời luôn, giá thì bao rẻ, giá quá rẻ các bác nha, quá là rẻ luôn đấy. Sở hữu một thương hiệu của Mỹ đàng hoàng luôn đấy. Đây là những bác nào đang có nhu cầu liên hệ ngay với số điện thoại bên em phía dưới màn hình các bác nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều, xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào tạm biệt các bác.